trò chơi này, chúng ta sẽ mời khách mời của đội đối thủ xuống dưới đây và sẽ đọc những câu hỏi được chương trình chúng tôi đưa ra, những câu hỏi cực kỳ hóc búa và khó khăn. Nhiệm vụ của mình là làm sao trả lời một cách hài hước dí dỏm để khiến cho khách mời bật cười. Và mỗi lần họ cười như vậy là một điểm, và cứ lâu cười dài là cứ một giây như vậy cộng thêm một điểm. Và thời lượng dành cho việc đọc câu hỏi là 2 phút hoặc là đến khi đọc hết câu hỏi. Và bây giờ lượt chơi trước sẽ thuộc về đội Hồ Tiền Lâm. Hả? Hồ Tiền Lâm chứ Hồ Tiền Mập. Ok, rồi, xin mời khách mời Quý Thiên xuống đây ạ. Là anh Thiên ơi. Rồi, bảo trọng về chỗ ngồi đi. À, thôi về chỗ. Xuống chơi với đội Hồ Tiền Mập rồi. Phần câu hỏi dành cho đội Hồ Tiền Lâm xin được phép bắt đầu. Cái gì đi thì nằm mà nằm thì lại đứng? Cái môi. Sai rồi, Tiên trả lời. Đi thì nằm, nằm lại đứng. Cái gì đi thì nằm mà nằm thì lại đứng? Cái bóng, cái đồ gói, cái chân. Cái bóng. Yeah. Xe gì không dùng để đi? Xe nước mía. Yeah. Chính xác. Nhà cũ của cá ở trong nước và nhà mới của cá ở đâu? Nước. Ở trong nước. Trong nồi. Trong nồi. Nhà cũ của cá ở trong nước và nhà mới của cá là ở nước ngoài. Không hiểu luôn á. Không hiểu cái này sao luôn. Giữa cười và khóc có điểm gì giống nhau? Nhắc khóc chảy nước mắt. Không, sai rồi. Ngồi chị. Cười đúng nhắc rồi, trả lời đi. Ngồi nhắc. Đó, vừa đó đó. Cười quá đứt chị. Chứ cái kia. Giống nhau là đều há miệng đó. Trong đêm Noel, ông già Noel sẽ đặt vào chiếc tất đầu tiên là cái gì? Cái tất. Dầu viên. Đặt vào chiếc tất đầu tiên là cái gì? Món quà. Còn cái gì đây? Chân. Cái có. Thì phải đặt cái chân vào chiếc tất đầu tiên chứ, đúng không? Thì sao không nói? Sao mặt ở đây vậy? Hôm qua lạnh 0 độ, hôm nay lạnh gấp đôi hôm qua. Vậy hôm nay lạnh bao nhiêu độ? 0 độ. 0 độ. Sai. Sai rồi. 8 độ, tại 260 rồi. Đúng rồi. Tiếp tục nha, có một người đi bộ trên... Đâu kịp đọc nữa đâu. Chậm quá. Câu hỏi quá hóc búa đúng không nào? Ngay cả Thiên đọc mà Thiên còn không hiểu nữa, làm sao người nghe hiểu được. Nè, cá cá vậy nè. Nhà cũ của cá ở trong nước thì nhà mới ở đâu? Ở nước ngoài, trong nước và nước ngoài. Ý là câu hỏi là vậy đó. Đơn giản, cá không có đi xuất ngoại, cá trong nước với trong nồi với vô bụng thôi. Câu trả lời cũng không phải nghĩ đến đồ ăn. Miễn làm cho Quốc Thiên bật cười là các bạn có điểm. Mục đích là như vậy mà. Vâng, một phần quà dành cho Quốc Thiên. Mời Quốc Thiên rất nhiều, mời Quốc Thiên vào chỗ. Rồi, đội mình dù có phục hay không thì cứ lên kia ngồi xem đội Bảo Trọng thi như thế nào nha. Mời đội Bảo Trọng. Phần thi hỏi có đáp nhanh dành cho đội Bảo Trọng. Bảo Trọng đi nha, bắt đầu. Trong 26 chữ cái tiếng Anh có 2 chữ cái được nhiều người rất thích nghe đó, 2 chữ cái nào? 2 chữ cái nào? Yes, no. Ủa, chữ cái nào? Chữ cái, 2 chữ. Ok. Hay quá vậy trời. Hay quá phải cười. Không có cười. Trời ơi. Trên một con đường màu đen, một người da đen mặc đồ đen, cưỡi con ngựa màu đen, đeo kính đen. Con đường đó có đèn đường, hỏi làm sao người ta thấy mà tránh được người đó. Không ai. Ôi. Trời vẫn sáng. Có gì mà tất cả các con ăn cỏ đều không ăn được? Có gì các con không ăn cỏ không ăn được? Cỏ tào lao trời. Ủa. Có gì trời? Có gì? Trả lời được không? Không. Không trả lời được. Không. Tạo. Máy bay đang bay thì hết xăng. Vậy bộ phận nào của máy bay hạ xuống đầu tiên? Máy bay hết xăng. Máy bay đang bay hết xăng. Vậy bộ phận nào của máy bay hạ xuống đầu tiên? Cái ông đổ xăng té đầu tiên. Không phải. Cái gì nữa? Bà tiếp viên phải không? Không luôn. Ông phi công? Không luôn. Nguyên cái máy bay rớt luôn đi. Trả lời được không? Không. Kim xăng. Trời ơi, xuống đầu tiên. Trái gì hay làm cho người ta bị bệnh? Bà đọc một hồi tôi bệnh nè. Trái gì làm cho người ta bị bệnh? Trái gì vậy? Trái mùa. Trái gió trở trời. Chính xác. Con Hà Mã có họ với con nào? Con Hà Mã nó có họ với con Hà Bá. Trả lời được không? Hà Bá đó. Con Tùy là ba nó họ gì? Trời. Sắp hết giờ. Chỉ sao người ta có thể vừa đánh răng vừa hút sáo? Bởi vì chàng ăn dẻ. Vẫn kịp trả lời câu cuối cùng. Nhưng mà có được tính điểm không?
đau điểm đó tùy thuộc vào chuyện em có cảm thấy hợp lý hay không, mà em có cười hay không. À vậy đó hả? Chứ không phải nằm ở đây, ok? Em không có cười. Dù sao cũng cảm ơn Hồng Phượng rất nhiều, một phần quà từ chương trình dành cho em. Cảm ơn em. Cảm ơn. Mời em về chỗ ngồi. Mời cả hai đội cùng xuống đây để qua tổng kết điểm số của vòng thi này. Ở vòng thi này thì cho hỏi thăm là đội Hồ Tiến Lâm thích câu hỏi nào nhất? Câu hỏi vừa rồi hả? Hả? Quên hết rồi. Nhưng mà thích câu hỏi đội bạn được không? Được. Câu gì? Quên luôn rồi. Trời, dễ quá. Không có duyên. Không có duyên. Có nhớ không? Không nhớ thì hỏi đội này nha. Mình thích câu hỏi nào nhất? Em ví dụ mà rớt cái kim xăng đó. Rớt cái kim xăng đó. Trước câu đó luôn. Trước câu đó. Trước câu đó là quên luôn rồi đúng không? Quên nhưng mà nhớ trước. Thôi quên thì phải nín đi. Thôi nín đi. Đúng rồi, quên luôn rồi. Bây giờ con sẽ xin phép công bố điểm số của vòng thi này. Dạ. Đội Hồ Tiền Lâm đã nhận được 29 điểm. Và wow. Cao hơn một tí, Bảo Trọng đã có 34 điểm. Wow. Yeah, 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 yeah.